Thưa quý vị, nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch hành chính, từ tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước, huyện Long Điền đã triển khai mô hình ngày thứ năm không hẹn. Qua một năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giúp Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước tiếp tục giữ vững ngôi vị quán quân về chỉ số cải cách hành chính ở nhóm Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mô hình ngày thứ năm không hẹn được Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước, huyện Long Điền ra mắt phục vụ người dân từ tháng 9 năm 2022. Thực hiện mô hình này, vào ngày thứ năm hàng tuần, người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch sẽ được xử lý, giải quyết trong ngày, thậm chí trong một buổi. Đến đăng ký lại khai sinh cho con vào đúng ngày thứ năm, chỉ trong vòng 15 phút khai thông tin, ông Trần Thanh Dương đã nhận được kết quả. So với những năm trước thì cái cách phục vụ của cán bộ xã thì được nhanh lẹ hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Thì trong cái thời gian phục vụ của thấy đến đây thì được cái cán bộ ở văn phòng một cửa thì thân thiện, nhiệt tình và tạo điều kiện cho người dân rất là chu đáo. Theo quy định, xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải mất 3 ngày. Thế nhưng khi đến thực hiện thủ tục vào ngày thứ năm, chỉ 30 phút, bà Ngô Thị Tuyết Hương, cụ ấp Phước Hưng, xã Tam Phước đã được trả kết quả. Mỗi lần thì tôi ra làm những giấy tờ thì hẹn lại đầu giờ chiều. Nhưng mà sau khoảng những ngày gần đây thì nhất là hôm nay thì cùng ngay là ngay buổi sáng là có giấy tờ liền. Thấy là thái độ của phục vụ của cán bộ, cái em rất là vui vẻ. Qua mô hình này thì bản thân thì làm công việc này để giúp cho người dân, là bản thân mình thấy là sự tận tụy của mình đối với công tác cải cách hành chính và công việc là mình tận tụy và tranh thủ giúp hồ sơ để cho người dân thuận lợi khi giải quyết một cái công việc gì đó của người dân, thì rất là tự đồng tình của người dân và cũng bản thân thì thấy cũng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình. Qua một năm triển khai thực hiện mô hình ngày thứ năm không hẹn, Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước đã tiếp nhận và trả kết quả sớm hơn quy định cho 517 thủ tục hành chính, qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân với bộ máy hành chính công. Mô hình này cũng được đánh giá sẽ góp phần giúp Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước tiếp tục giữ vững ngôi vị quán quân về chỉ số cải cách hành chính ở nhóm Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn của tỉnh đã được địa phương duy trì từ năm 2020 đến nay. Trong thời gian tới thì địa phương cũng tiếp tục khảo sát, rà soát những cái thủ tục nào, những thủ tục mà cần thiết là phải đưa vào để mà tiếp tục nâng cái việc mà giải quyết trong ngày, không phải mà để mà không riêng về ngày thứ năm nữa mà các ngày khác, là những cái hồ sơ nào mà giải quyết được trong ngày giải quyết hết không có hẹn. Ví dụ theo thủ tục hành chính là 1 ngày rưỡi, 2 ngày mới trả, nhưng mà xem xét lại những hồ sơ đó đủ điều kiện mà giải quyết trong ngày là cứ trình ký và trả cho người dân trong ngày.